Vâng, xin chào chị. Ngày hôm nay đưa con gái đến kỳ thi đúng không ạ? Và chúng ta để ý là chị là một trong những phụ huynh đưa con đến điểm thi sớm nhất. Không biết là mình đi từ mấy giờ ạ? Chị đi từ hơn 5 rưỡi một chút. Và mình đã có cái chuẩn bị tâm lý như thế nào cho con mình? Nói chung là chị cũng rất là mở tâm lý cho con. Đương nhiên là phụ huynh chúng ta rất là căng thẳng. Cũng căng thẳng không có các em kém các con đâu, tại vì là cũng 12 năm đồng hành với các con. Nhưng mà chị cũng muốn tạo một cái không khí thoải mái cho con, không dành một cái áp lực quá lớn cho con để con có thể một cái tâm lý ổn định nhất để bước vào trong kỳ thi. Hôm nay là chị sẽ xin đi làm muộn một chút hay là xin nghỉ cả ngày hôm nay để đưa con đi thi? Chị xin nghỉ luôn cả ngày hôm nay để đồng hành cùng với con, để mình có thể khích lệ con, đồng hành cùng với con trong kỳ thi có những cái kết quả thật tốt nhất. Và ngày hôm nay khi mà đến điểm thi này thì chị thấy lực lượng chức năng có sự hỗ trợ như nào, và mình thấy có vào một cái ngày thường như này thì bận rộn như này thì mình có thể bị tắc đường hay là gì không? Chị không, chị thấy tất cả các bạn, từ các bạn tình nguyện đến các cái chú bên dân phòng hay công an đều hỗ trợ các chị đi là sắp xếp xe cộ hay này khác, tức là mọi sự rất là nhiệt tình và chu đáo. Và được biết thì điểm thi cũng đã tổ chức một cái điểm chờ cho các bậc phụ huynh ở ngay ở bên cạnh trường thôi. Thì các phụ huynh sẽ có được cái chỗ ngồi có điện nước và quạt rất là thoải mái. Chị có thể ra bên đó được không? Và... Vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng, xin chào chị ạ. Ngày hôm nay chị đưa con mình đi thi đúng không ạ? Và mình đã chuẩn bị tâm lý như nào? Hôm qua con mình có ngủ sớm không ạ? Ôi trời ơi, con vẫn thức lắm. Con tâm lý nó cũng bồi hồi. Mẹ thì cũng thế, cứ thức đến sáng luôn để chuẩn bị cho con, các con đầy đủ ăn uống. Với cả thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành, dậy đồ xôi với cả lên thắp hương các cụ, của các cụ thần linh phù hộ cho con may mắn. Hôm nay năm nay chị bạn nghỉ 3 hôm. Hôm qua đưa con thì đến điểm thi, nghỉ hôm nay, ngày mai nữa là 3 hôm nghỉ làm để đưa con đi thi. Bạn nhà mình là năm nay thì có cái dự định nguyện vọng thi vào đâu chưa ạ? Bạn thi luật, còn bạn xét tuyển vào mấy nơi thì bạn cũng đỗ vào rồi. Nhưng mà bạn thích luật thì bạn thi luật để cho bạn thi. Mình có đặt nặng tâm lý cho con không? Không không, mình rất thoải mái. Rất thoải mái. Không 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 có gì là gây áp lực cho con cả. Cái sự động viên tâm lý của bố mẹ này thì các bạn cũng sẽ rất là tự tin để tham gia kỳ thi này. Bạn cũng mất tự tin đấy. Nghĩa là bạn cũng kiểu cũng lo đấy. Cái như năm cấp 3 bạn thi thì lại không sao. Thì bạn rất bình thường, nhưng mà bảo năm nay con không biết con làm sao mà con cứ lo lắng. Ừ, thế thì bạn vẫn học thì cũng tạm ổn, nhưng mà chắc là cái tâm lý. Cái năm này là năm cuối cấp của các con rồi, 12 năm học rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị, như chúng ta đang quan sát ở đây thì thay vì các vật dụng cá nhân của các thí sinh chúng ta phải để ở ngay hành lang khu vực phòng thi như mọi năm, thì năm nay thì các thí sinh của chúng ta sẽ phải cất đồ ở các vị trí là cách ít nhất là 25 mét. Để đảm bảo an toàn. Và không biết là chị cảm thấy nào khi mà nhìn thấy con mình bước vào phòng thi ạ? Nói chung là cũng có một chút hồi hộp. Nhưng mà cũng cũng vui một chút, là vì là bây giờ đến cái thành quả mà để cháu có thể đạt được ấy. Cho nên là tôi là mẹ thì thật sự là đang rất hồi hộp. Đứng ở cổng trường đây là có khi là phải đứng đây đến lúc nào mà đợi được cái kết quả ấy thì mới yên tâm để về được. Hôm nay mình xin nghỉ làm cả ngày để phục vụ con. Vâng, vâng ạ. Xin nghỉ làm một ngày có là gì đâu. Vâng. Cái việc ở đời của cháu mà. Vâng. Và chị có lời chúc gì tới các sĩ tử của chúng ta? Dạ vâng, tôi cũng đại diện cho cha mẹ và phụ huynh thì là ngày hôm nay cũng mong muốn chung thôi. Thì là đều muốn các con em mình là có cái ngày hôm nay là ngày trọng đại của các cháu. Thì là cũng muốn tất cả các thí sinh là được đỗ đạt theo như là mong muốn. Để cho các bạn như kiểu được chắp cánh ý, để thực hiện những ước mơ, để làm cho những việc mà có ích cho xã hội, cho bản thân, cho gia đình ý. Đấy, đấy là những mong ước riêng của tôi, và tôi nghĩ là nó cũng là cái chung của tất cả phụ huynh thôi. Rất cảm ơn chị, và chúc con nhà mình sẽ đạt được kết quả tốt đúng như kỳ vọng của cha mẹ. Vâng, và rất nhiều phụ huynh cũng đang ngóng đây, rất là ngóng chờ các con. Vâng, chị đã chờ đây bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị chờ đây 15 phút rồi em. Ừ. Và phải chờ đến con bước vào phòng thi mới thật sự yên tâm. Đúng rồi em. Nhà mình ở đâu, cách đây bao nhiêu cây ạ? Nhà chị cách đây khoảng 10 km. Bắt đầu đi từ mấy giờ ạ? Chị đi từ lúc 6 giờ 5 phút. Mình hôm nay có chuẩn bị tâm lý như thế nào cho con em mình? Chị ở nhà thì trước đấy thì cũng từ hôm qua và mấy dạo này thì cũng động viên con, sáng nay cũng thế. Ừ. Là cũng cơ bản là cũng ổn em.
Và chị có lời gì nhắn nhủ tới các thí sinh năm nay? Và liệu giả sử như các bạn có làm bài không thực sự tốt lắm thì các bậc cha mẹ có cái lời gì gửi gắm tới các bạn thí sinh? Ừ, nói chung thì là các con học thì cũng đã 12 năm rồi, và đặc biệt là 3 năm cấp 3 ấy, các con cũng đã cố gắng rồi. Nên là bây giờ đến cái giờ phút này đi thi ấy, thì thôi các con cứ bình tĩnh ấy, không có vấn đề gì, cứ nhẹ nhàng tâm lý. Ừ. À, dù sao nữa thì kết quả là sao nữa thì cũng đã rất là cố gắng rồi, các con đã cố gắng rồi. Chúc các con là 2K6 là tự tin và làm bài thật tốt. Ừ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Và không chỉ các thí sinh đâu mà các bậc phụ huynh cũng rất là hồi hộp thưa quý vị. Và xin chào anh ạ, không biết là hôm nay anh đưa bạn nhà mình đi thi lúc mấy giờ ạ? Mình đưa con đi lúc 6 giờ. 6 giờ. Là nhà mình cũng gần đây đúng không ạ? Nhà mình cũng cách 10 cây. À 10 cây. 10 cây. Thế là lúc anh mình đi là đã bị mưa chưa ạ? Lúc mình đi thì là cũng ngớt mưa rồi. Mình ngày hôm nay thì đã có sự chuẩn bị nào cho... Phụ huynh thì cũng chỉ động viên các con là bình tĩnh, tự tin để chuẩn bị bước vào phòng thi thôi. Mà này rất là nhiều ạ. Và như quý vị thấy thì bây giờ cũng đã là 6 giờ 44 phút rồi và các thí sinh của chúng ta đã bắt đầu vào hết phòng thi rồi. Và các thí sinh của chúng ta cũng đang ổn định để chuẩn bị được gọi vào phòng thi như quý vị đang thấy. Khu vực trước cổng trường cũng đã thưa vãn bớt rồi.